Chào các bạn, trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn sửa cái hộp sạc của tai nghe Bluetooth. Hiện nay là rất nhiều sản phẩm tai nghe Bluetooth sử dụng hộp sạc. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà kiểm tra hai cái tai nghe Bluetooth bên trong. Và những cái ban bệnh thường gặp khi mà các bạn sử dụng sản phẩm tai nghe Bluetooth này. Ở đây mình hướng dẫn các bạn cách sửa tai nghe Sony ha, cái này hàng nhái, hàng fake chứ không phải là hàng chính hãng ha, dùng chip Realtek. Cái hãng Realtek này các bạn cũng đã biết rất nhiều trong các thiết bị như kết nối mạng không dây hoặc là mạng máy tính. Cái hãng này khá nổi tiếng ha. Thì những cái tai nghe này nó dùng con chip của Realtek. IC chính của nó là IC thu phát Bluetooth ha, TX-FX. Cái mã số của IC của nó là RTL8763BFR. Thì các bạn muốn tra cái thông tin cái con IC thu phát Bluetooth này làm nhiệm vụ gì thì các bạn có thể tra datasheet ha và tìm hiểu thêm về cái hãng Realtek này. Ở đây mình sẽ không đi chuyên sâu về cái cấu tạo bên trong của nó và nhiệm vụ từng chân của cái con IC này, như chân nào TX-FX là thu phát á, sóng và điều chế sóng như thế nào và giải mã khuếch đại ra sao. Mình sẽ đi sâu về vấn đề và sửa chữa những cái ban bệnh thường gặp khi mà các bạn không phải là kỹ thuật viên, các bạn chỉ là người sử dụng thôi, hoặc là một số bạn thích vọc vạch đó, thì các bạn có thể áp dụng theo cái cách này của mình. Còn nếu mà chuyên sâu hơn, các bạn không hiểu nhiều về cái quá trình thu phát hoặc là cái chức năng của nó, thì các bạn có thể chuyển lên kỹ thuật viên khác, người ta sẽ chữa thôi. Sau đây mình sẽ đi về cái cấu tạo bên trong của một cái tai nghe Bluetooth khi mà các bạn tiến hành sửa chữa. Cái này là cái hộp sạc của nó thôi. Trong video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách đo kiểm tra cái hộp sạc này, cái mặt bên trong nó như thế nào. Thì video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bung cái tai nghe Bluetooth này ra và đồng thời các bạn kiểm tra coi cái chức năng gì bên trong. Đây là cái tai nghe Bluetooth thông thường, còn một số cái tai nghe Bluetooth đó hiện đại hơn á, nó dùng phím chạm cảm ứng nè. Nó chạm vô rồi nó sẽ set up cho các bạn thấy, ví dụ như các bạn chạm một cái là tăng giảm âm lượng gì đó, hoặc là chạm chuyển bài. Đây là những cái chức năng mà các tai nghe Bluetooth hiện đại đều có. Bên trong của nó sẽ tích hợp cái con CPU vi xử lý điều khiển nha. Ngoài cái con thu phát Bluetooth này ra, nó sẽ dùng một con CPU. Còn ở đây cái mặt đơn giản của nó là chỉ dùng con IC thu phát Bluetooth là 8763BFR của hãng Realtek thôi. Thì muốn mở cái tai nghe Bluetooth này ra, các bạn quan sát ở đây á, nó có một cái đường viền ha, cái đường rãnh á, thì các bạn sẽ nạy theo đường rãnh đó. Các bạn dùng cho mình một mũi dao rọc giấy ha, các bạn để dây khe nè, các bạn nạy từ từ, nạy xung quanh đó, rồi các bạn bẫy lên là các bạn tách ra được hai phần này như thế này. Nói chung là đây là tùy cấu tạo nha, một số cái thì nó nằm ngay chỗ cái tai nghe, nó đúc nguyên khối luôn như cái tai nghe này nè, tháo ra cách khác chứ không phải là các bạn có thể nạy như cái này được. Chú ý, thông thường nó sẽ có những cái đường rãnh như thế này, thì mình lấy cái dao mình nạy theo cái viền thôi là tách ra được. Thì khi các bạn tách ra, nhìn bên trong nè, ở đây mình có cục pin lithium polymer khá nhỏ à. Thì đối với hộp sạc tai nghe Bluetooth đó, nó sẽ có cục pin cái dung lượng
cái kích thước của nó to hơn, dùng để sạc cho cái cục pin nhỏ nhỏ của cái tai nghe Bluetooth này. Rồi, mình sẽ tìm hiểu bên trong. Ở đây là hai cái tiếp xúc mà. Tiếp xúc chân sạc B cộng B trừ ha. Tại vì cái này á, nó tiếp xúc với cái hộp sạc. Hộp sạc nè, cái có hai chấu không? Hai cái chấu này, hai chân tiếp xúc của nó. Nhờ vào hai cái chấu đó, nó sẽ tiếp xúc lên cái má của cái tai nghe Bluetooth, đồng thời nó sẽ sạc pin cho cái tai nghe Bluetooth này. Thêm vào đó, nó phía dưới này sẽ có cái 500. Đây là cái cục 500 để mà được cố định định vị khi mà các bạn thả vô trong cái rãnh của cái hộp sạc. Các bạn thả ở đây á là nó cố định nha. Nó không xê dịch, hoặc là nó đảm bảo cho cái hai cái máy tiếp xúc của cái chân này nè, nó sẽ tiếp xúc được với cái tai nghe. Tiếp theo chúng ta sẽ mở cái bo mạch ra kiểm tra bên trong. Phía bên hay đây nè, nó sẽ có mấy cái ngàm ha. Các bạn lấy cái nhíp á, các bạn nạy ra từ từ. Nạy là nó tách ra được cái phần bo mạch. Ở trên đây là có nút ống ấn ha, nút trả lời ha. Đây. Rồi các bạn quan sát thêm cho mình nè. Ở trên đây là có hai cái đèn led báo ha. Phần này là phần anten của IC Bluetooth. Ở trên đây là cái con có cái con thật âm 4 chân ha. Phía trên đây rồi, cái phần con này á, chính là con IC sạc, IC quản lý sạc ha. Nó quản lý sạc và nó đồng thời nó điều khiển cái đèn báo, đèn led này nè, khi đã sạc đầy pin. Cái con IC chính trong mạch đây là con IC thu phát Bluetooth. Các bạn có thể dễ dàng tra ra cái mã số của nó là RTL8763 của hãng Realtek, cái con này. Rồi trên mặt đó, nó bố trí một số cụm dây điện trở tụ điện. Các bạn chú ý nha, đừng có để cho nó đứt dây ha. Nó ra phải nhẹ nhàng. Còn đây hai chân pin, hai chân pin nó ghi trên bo á, là chữ B cộng và B trừ, thì các bạn cũng chú ý, không cần quan tâm đến cực tính của nó. Các bạn ơi, nhìn thấy B cộng là các bạn họ hàng cho âm vô âm của pin ha. Những cái cell pin này á, nó không có mạch bảo vệ ha, vì vậy nó sẽ nhờ cái con IC sạc này bảo vệ, nó điều khiển sạc luôn. Đây IC sạc. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa khi một cái tai nghe bị mất nguồn hoặc là sạc không được. Thì những cái tai nghe có hai trường hợp. Thứ nhất là các bạn phải đo cái điện áp pin nè. Đo điện áp pin là khoảng 3,7V hay không. Những cái xe pin nhỏ nhỏ như thế này nè. Còn nếu thấp hơn thì các bạn phải kích pin. Không được thì các bạn phải thay pin mới. Ở đây mình sẽ tiến hành mình tháo cục pin ra trước, rồi mình đo cái điện áp này khoảng bao nhiêu ha. Trong trường hợp á, các bạn có thể để trên bo mạch các bạn đo luôn.
Ở đây mình sẽ tháo cục pin ra, thấy cho nó dễ. Mình lấy mỏ hàng, mình xả hai chân pin ra, chân B cộng B trừ á, hai dây âm dương của cục pin. Đây, cục pin mình đã tháo ra được nha. Thì tí nữa các bạn căn cứ vào cái ký hiệu B cộng B trừ ở trên bo nè, nó có ghi á, thì mình hàng đúng dây thôi. Mình giả sử đi, cái tai nghe Bluetooth này á, các bạn để lâu quá nó mất nguồn, hoặc là các bạn kiểm tra nó sạc không vô. Kiểm tra như thế nào? Ở đây mình đo cái điện áp của pin trước tiên. Pin của mình á, cái điện áp rất thấp nha. Như vậy là nó khoảng 0,9V là quá yếu. Trường hợp này á, sạc không vô, mình phải kích pin. Nếu mà kích pin á, mình dùng một cái bộ cấp nguồn cho điện thoại, kích từ từ lên. Những cái lỗi tai nghe Bluetooth mà nó bị mất nguồn như thế này á, là đai phần nó bị pin ha. Trường hợp mà kích pin không được á, là các bạn phải thay cục pin mới, pin khác cùng size. Tại vì các bạn lắp cùng size nó mới nhét vô được tai nghe này, chứ còn nếu mà nó lớn hơn hoặc nó to quá thì nó nhét không vô được. Cái quá trình kích pin nó cũng giống như cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn. Đây là bộ cấp nguồn cho điện thoại. Nào các bạn kẹp vô hai chân âm dương. Điều chỉnh cái biến trở này cho cái dòng điện á, nó tăng lên từ từ ha. Rồi các bạn để một lúc cho pin nó sẽ được sạc vô. Cái kim ampe kế nó sẽ giảm dần về không á là được ha. Đó, nó sẽ đầy lên khoảng 3,7V là ok, là các bạn mở nguồn được. Đây là cách kích pin cho cái tai nghe Bluetooth. Đó, kim dòng á nó giảm dần về không là ok. Những cái trường hợp mà các bạn kích hoài nó không được, hoặc là nó kim nó không nhích lên gì đó là nó bị hư ha. Đồng thời các bạn đo điện áp trên pin á rất thấp, khoảng 0,5V đó. Thì những trường hợp này các bạn kích không được thì các bạn phải thay pin. Còn những cái trường hợp mà cái tai nghe của mình không sạc được, các bạn kiểm tra được hai chấu sạc tiếp xúc với hộp sạc. Thứ nhất các bạn phải đo cái điện áp hai chân đầy nè, nó ra nó phải bằng 5V DC hay không, nó phải có điện áp ngõ ra. Rồi khi tai nghe của các bạn á, nó sạc không vào, không báo sạc á, thì các bạn vệ sinh hai má đồng, hai chân này á, các bạn lấy cái gì á, các bạn cạo sơ ha. Chờ các bạn thấy nó dơ, các bạn thấy dùng cồn hoặc lấy bông tăm á, các bạn vệ sinh lại cho nó sáng bóng lại nha. Đó, các bạn cạo hai chân này lên. Đồng thời á, các bạn kiểm tra được hai cái chấu chân pin nè, chân sạc nè. Các bạn nhấn vô coi nó có bị kẹt hay không, tiếp xúc hay không ha. Thêm vào đó các bạn, cái 500 đây nè, thả vô nó có hít hay không, lật ngược lại á, vũ coi nó có hít đúng vị trí hay không. Trường hợp mà mất cái cục này bên đây nè, nó sẽ sạc không được ha, tại vì nó không có hít vào đúng vị trí của cái khớp của nó, hai cái má này không tiếp xúc được là nó không sạc được. Thì các bạn lưu ý sơ sơ cho mình,
Còn đối với những trường hợp mà các bạn kiểm tra nè, hai chỗ sạc tiếp xúc tốt với hộp sạc luôn, dây của mình nó không bị đứt. Đây nè, dây từ hai cái má bên đây nè, nó dẫn lên bo mạch, nó không bị đứt ha, không bị hở chân ha. Mà các bạn kiểm tra đo điện áp vẫn có ở hai chân này, thì sau đó kiểm tra và thay thế cái con IC sạc này cho mình. Đây, chỗ gần hai con led nè, nó có một con IC nhỏ nhỏ. Con này chính là con IC sạc ha. Con IC này điều khiển luôn hai con led này. Khi mà nó báo full đầy á là đèn led nó chuyển màu ha, màu xanh màu đỏ vậy đó. Thay IC sạc này là ok. Khi mà các bạn đã xác định được hai cái đầu ra chỗ này có điện áp, cái này cũng dễ, thả xả chân nè, thả cái tai nghe này xuống, các bạn xả ra hai chân này rồi các bạn đo trực tiếp luôn coi cái điện áp hay không là biết liền ha. Đây là trường hợp cái ban mà tai nghe của mình nó bị mất nguồn hoặc sạc không được. Tiếp theo, trường hợp thứ hai, lỗi do tai nghe Bluetooth gây ra là không kết nối được. Nó không có kết nối được với cái thiết bị như điện thoại, máy tính bảng hay cái thiết bị khác ha. Thứ nhất là các bạn reset lại cái tai nghe Bluetooth. Thì trên mỗi cái hộp sạc á, nó có cái nút reset, thì các bạn ấn reset lại cái tai nghe Bluetooth cho mình rồi coi kết nối được hay không ha. Trong trường hợp tai nghe Bluetooth kết nối chậm á, thì các bạn kiểm tra lại coi cái anten á, ngõ ra của IC Bluetooth này á có bị đứt hay không. Tại vì cái con IC Bluetooth giống như IC sóng bình thường á, nó hoạt động nó cần một cái anten để thu phát. Trường hợp anten này bị đứt á là tất nhiên là cái tín hiệu thu phát á rất yếu, nó không có đủ mà để khuếch đại lên được á. Thì IC Bluetooth này nó không nhận được. Cái cách bắt tay giữa cái con IC này với cái thiết bị của các bạn như điện thoại di động á không xảy ra. Thì các bạn kiểm tra cho mình sơ bộ nhất là cái ngõ ra nè. Các bạn nhìn trên bo mạch á, anten của nó hai đầu á, thì mình đo thông mạch thôi. Đồng thời mình đo cái ngõ ra, các bạn để ý là nó có một cái đường chỗ này nè. Thì các bạn đo ngõ ra này đối với cái chỗ đầu anten này coi nó có thông mạch hay không. Trường hợp mà nó bị đứt á thì các bạn mới lấy dây đồng các bạn câu lại nha. Trường hợp này rất hay xảy ra, tại vì nhiều tai nghe các bạn rớt ở trên xuống á, nó bị bung cái chân anten nè, hoặc là nó bị rớt con tụ con chở giữa này á, thì nó sẽ mất kết nối Bluetooth. Vậy chúng ta phải tháo ra cầu dây đồng. Ở đây trước tiên á, mình đo thông mạch anten Bluetooth, đo kiểm tra bình thường hai đầu thôi. Cái này cũng như đo cuộn dây á, các bạn đo thông mạch là kêu tích thôi. À, đo cái anten này coi có nó bị hư bị gãy không. Rồi, như vậy á, là cái anten này á, nó thông mạch ha, tốt ha. Nó kêu vậy là thông mạch đó. Các bạn để cho mình một đầu, rồi các bạn chấm vào một chân cái ngõ ra của cái con IC Bluetooth này. Coi nó bị đứt hay không. Như vậy á, nó không bị đứt ha. Và các bạn kiểm tra sơ bộ thôi, cái ngõ ra của IC Bluetooth với cái anten của nó là nó kết nối tốt. Còn những trường hợp này các bạn đã kiểm tra rồi, reset rồi,
kiểm tra con anten nó không bị đứt. Thì tiếp tục là các bạn nên bóc cái con IC tu phát Bluetooth này ra, cái con RTL8763BSR. Thì tùy vào mỗi tai nghe Bluetooth nó sẽ dùng con IC khác nhau, mà cái IC Bluetooth này á rất hay hư, hư cũng khá nhiều. Thì các bạn kiểm tra coi cái mã số con IC này bao nhiêu á, rồi các bạn thay thế vô là các bạn khắc phục được cái vấn đề mà cái tai nghe Bluetooth của mình á bị mất cái tín hiệu mà không kết nối di động khác như máy tính bảng hoặc điện thoại. Rồi và là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa chữa và kiểm tra cái tai nghe Bluetooth bên trong cái hộp sạc. Thì ở đây sẽ có hai ban chính là ban mất nguồn không sạc được và một cái ban mà tai nghe không kết nối Bluetooth được. Hai cái ban này ban kinh điển của cái tai nghe Bluetooth thân như thế này ha. Rồi các bạn cứ đi từng bước kiểm tra rồi nếp trên pin nào không có khít pin, hoặc là các bạn kiểm tra coi chân sạc á, trường hợp nó không sạc được á, rồi kiểm tra hai chỗ sạc, rồi xem lại cái tiếp xúc sạc ha của cái hộp sạc á, hai cái chấu này coi nó có bị dơ hay không nè, nằm chồng của nó, rồi hai cái chân sạc của cái hộp sạc này. Còn trường hợp mà tai nghe kết nối không được á thì các bạn reset tai nghe nè, rồi kiểm tra coi anten đó coi bị đứt hay không ha. Rồi sau đó các bạn trường hợp hai cái này ok hết thì chỉ còn là cái con IC thu phát Bluetooth thôi, thì các bạn bóc con này ra các bạn thay vô là xong ha. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.